Chào cả nhà. Cả nhà thường hay hỏi em á là cái cây chậu phi 12 như thế này khi mà mình sưu tầm về á mình có thay chậu được liền hay không? Thì hôm nay em làm video này trả lời cho cả nhà để mình khi mà mình sưu tầm cây về thì mình biết cách trồng ha. À, khi đó cả nhà mình sưu tầm cây tơ á giống như vậy là cây đứng ngọn hoặc là cây mới nhú vòi hoa hoặc là chưa đứng ngọn thì mình có thể gỡ cái chậu này ra, bỏ bớt giá thể và mình thuần lên chậu lớn nha cả nhà, mình có thể ghép lại. Còn đối với những cây mà đang có vòi nụ, đối với những cây mà đang có vòi nụ hoa như thế này khi mà cả nhà mình sưu tầm về á thì cả nhà mình cứ để cây như vậy để mình chơi hoa. Vì cây đang có vòi nụ hoa mà nhận về mà mình gỡ cái giá thể này ra thì cây nó sẽ không đủ sức để mà nuôi cái hoa này nha cả nhà. Nên là riêng đối với các dòng chậu size 12 khi mà cả nhà mình sưu tầm á thì những cây đang có vòi nụ hoa lớn thì cả nhà mình cứ để chơi hết hoa. Khi nào mà cái hoa này tàn cả nhà mình cắt vòi hoa đi thì mình có thể nhổ chậu và mình gỡ 80% cái giá thể cũ này ra và mình ghép lên chậu lớn. Trường hợp mình ghép nhiều cây lại với nhau thì cả nhà mình sẽ gỡ 80% giá thể và mình ghép 3 cây lại với nhau và mình thêm giá thể vào. Còn nếu như mà mình trồng riêng lẻ từng chậu thì cũng sẽ gỡ 80% cái giá thể cũ nha cả nhà. Thì khi cây không có hoa đó, mình thuần lên chậu thì cây nó sẽ nhanh thích nghi hơn và nó sẽ ít mất sức hơn. Còn cây đang nuôi hoa mà nụ lớn như vậy á thì mình thuần lên thì cái cây nó hoa nó nở sẽ không có đẹp, nó không có đủ sức, vừa ra rễ mà vừa nuôi hoa thì cây nó sẽ không đủ sức. Nên là cả nhà mình lưu ý ha, tất cả các dòng cây tơ chua hoa mình có thể trồng liền, sau khi nhận hàng về thì cả nhà mình không cần phải xử lý gì luôn. Sau khi mà mình nhận về á, đối với những cây này thì cả nhà mình có thể nhổ chậu và trồng liền đối với những cây chua hoa. Còn những cây có hoa thì cả nhà mình cứ treo lên chơi hết hoa xong rồi mình